Chiều ngày 10 tháng 8, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thời gian qua, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái luôn chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với nhiều hình thức đa dạng phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức trưng bày hướng dẫn phân biệt hàng thật, hàng giả, tiếp nhận giải quyết khiếu nại và thực thi các trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai thường xuyên, tập trung vào các lĩnh vực như an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã kiểm tra 410 vụ, xử lý gần 270 vụ với gần 290 hành vi, xử phạt hành chính, bán hàng tịch thu, nộp ngân sách nhà nước trên 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay, nhận thức của người tiêu dùng trong tự bảo vệ quyền lợi của mình còn hạn chế, ngại kiến nghị, phản ánh khiếu nại khi dịch vụ không đảm bảo. Bên cạnh đó, các hành vi thủ đoạn sản xuất kinh doanh hàng lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi, phức tạp, gây khó khăn trong quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hội nghị cũng đã lồng ghép phổ biến kiến thức về chuyển đổi số gắn với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử trong nền kinh tế số. Những tháng cuối năm, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về luật bảo vệ người tiêu dùng đến mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các sở ban ngành trong hoạt động thanh tra kiểm tra nhằm chống gian lận trong thương mại, làm tốt việc giải quyết các trường hợp có đơn khiếu nại tố cáo của người tiêu dùng, đồng thời tham gia tư vấn giám định phản biện góp ý kiến cho các chính sách và văn bản pháp luật của nhà nước có liên quan.